Mai quay xe cho anh em coi nha, Hyundai Gap. Cuối tuần em đi đám cưới rồi. Hôm nay cũng lu bu á, nhiều việc. Bán thì bên em thì bán ra dễ lắm. Tại vì thứ nhất về chất lượng và giá cả mình cũng cân đối ở cái mức độ gọi là tiếp cận với lại người tiêu dùng, chứ không có mà đưa cao và để cho quý khách mình thương lượng trả giá gì hết. Em tự động tự hiểu là tụi em đưa cái giá gọi là gần với cái giá niêm yết để mà cho quý khách mình lựa chọn. Mình có thể tham khảo trên mạng này nọ đâu, mình coi mình so sánh coi ở chỗ A chỗ B người ta bán như thế nào, mình tới mình coi rồi mình đi coi nhiều chỗ rồi hãy quyết định mà lựa chọn mua nha quý khách. Chứ không phải là mình tin tưởng ai đó cái mình vô cái mình mua liền. Như hôm qua cũng bán được Carnival này. Carnival này là chủ xe chưa coi luôn, chủ xe chỉ có coi trên video rồi tin tưởng rồi chuyển cọc thì chốt mua thôi. Đó, thì được cái mình rất là hạnh phúc, rất là may mắn được những người khách hàng người ta thấy được cái giá trị, cái công sức, cái việc mình làm, họ nhìn thấy được. Mặc dù là họ chưa có đi đến thực tế họ coi nhưng mà họ nhìn thấy được trên video. Thì điều đó em rất là quý, rất là trân trọng những người khách hàng đã ủng hộ em ha. Em chỉ còn con Xpander đó thôi chứ giờ không còn cái gì nữa. Nè, bán hết trơn nè, đây. Rồi còn Xpander đó, còn con cáp màu đen bên đó thì cũng bán. Còn con này thì của ông anh em nha. Lúc trước ổng, con Hyundai Gap này là lúc trước ổng mua về ổng dọn đi. Nhưng mà nhà nhiều xe quá thì nay quyết định bán ha. Bán để đổi xe, đổi lấy tiền ăn Tết. Đó, còn con cáp trong đây thì cũng bán rồi nè. Rồi, mấy con này thì bán hết rồi nè, đâu còn còn cái Vios này anh em, Camry này cũng bán rồi ha. Đó, Camry này cũng bán rồi. Còn cái Morning nó của người em đi. Còn cái Vios này nữa. Vios này 2012. Đó, có gì để chiều em quay cho quý khách mình coi lại, giá cũng khá là tốt. Em bán có 220 thôi ha. Rồi, lại em quay con Gap này nha. Gap này là 2009 dọn cái bill hôm bữa chính tay em là người dọn cái xe này. Em dọn về gô tinh gầm bệ thước lái máy móc này nọ đồ nhất nhau em cân chỉnh này nọ đồ chuẩn lắm. Đó, con này thì bán cho quý khách mình 125 còn thương lượng. Thì em xin lỗi nha, nãy em đang quay em có điện thoại. Thì chiếc xe này em bán là 125 triệu. Dọn thì chiếc xe này dọn tới công chuyện luôn rồi. Dọn rất là nét, mâm thì em cho đi phay lại nè. Hôm bữa cái mâm Vinh của nó nhìn nó xấu lắm, nhìn nó cùi mía lắm. Em cho đi phay mâm và em cho dặm lại chạy xước này nọ đâu, làm lại hết trơn này. Sàn em cho lót sàn này nọ đâu. Ghế thì hôm bữa nó cũng bị gách nha, em cho gách này em vá lại. Mấy cái tay hay cái chỗ gối đầu nè, nó cũng bị gách nè, em vá lại. Mấy chỗ này nè, em cho đi nhúng lại hết. Cho nhúng lại nhìn nó có điểm nhấn vô cái xe, mình thấy nó không có bị tù túng và nó không có bị tối thì nó nè. Mấy này em cho nhúng lại nè. Thì em được cái gu thẩm mỹ là mình biết cách mình làm để sao cho cái xe mình vào mình ngồi á, cảm giác nó có nhiều cái điểm nhấn lại để cho giống như là mình không có dễ bị chán so với cái chiếc xe Vinh nè, giống như con bên đây nè. Thì cái mà quan trọng, cái mà em muốn hướng tới cho khách hàng mình là cái sự trải nghiệm cho nó thoải mái nè. Như cái những cái chỗ như thế này em cho nhúng lại ha, cái cảm giác khi mà mình ngồi vào nè, đó có những cái điểm như thế này nè, đó những cái điểm như thế này. Tùy theo cái dòng đời mà mình làm cái chất liệu nó nha, chứ không phải là xe nào mình cũng đem đi nhúng giả gỗ như vậy. Giống như con Kia Carnival này 2010 đó thì gọi là cái đời nó đúng với cái chất liệu mà mình phối lên thì nó sẽ đẹp. Chứ còn mình đem những cái chất liệu này mà mình phối lên những con đời 2019-2020 trở lên á, như mình phối lên Xpander á, nhìn nó lúa lắm, nhìn nó giống như nó già xe đi. Còn như những cái xe này mình phối lên nhìn nó có điểm nhấn đó, rất là đẹp. Mấy cái hốc này nè cũng sẽ có hốc vô lại. Rồi con này cũng vậy nè, đó em, bởi vì em mới nói là em tự tin về cái phần dọn. Đó, như cái con này á, thì mình cũng có thể thao xíu. Thì cái mâm á, mình sơn màu đen, con heo thì mình sơn màu đỏ. Đó, nội thất ở trong á, thì cái này là mình làm theo yêu cầu của khách hàng luôn, làm theo yêu cầu.
đây nè, cái vô lăng mình cũng phải có một cái điểm nhấn á, mình ấy là muốn vô lăng mình độ làm cái điểm nhấn ở đây. Thì nội thất ở trong đây á, thì sẽ có nhiều chỗ, như chỗ này là thì nó sẽ là cái điểm nhấn là màu đỏ đó, màu đỏ chỗ này đó, để làm xong cái xe đi mình quay cho quý khách coi ha. Nói chung là mình có cái gu thẩm mỹ làm xe lúc nào cũng đẹp và bán cũng nhanh. Rồi mình trở lại cái Hyundai Getz này đi nha. Hyundai Getz này thì về phần động cơ, máy móc, gầm, số này nọ đồ em đã làm full hết rồi. Đó, nó chuẩn chỉ hết rồi, về chỉ có đổ xăng đi thôi. Đó, và giờ mình nói về cái phần thị trường về cái xe đi ha. Đó, con này thì nếu anh em đi dòng Hyundai nhiều, anh em tìm hiểu dòng Hyundai nhiều, anh em sẽ biết được cái Hyundai Getz này chạy cực kỳ đầm và sướng. Đó, sướng hơn Morning rất là nhiều, sướng hơn cả i10 hatchback nữa. Nó cũng là cái form hatchback, nhưng mà cái kiểu xe nó giống như cái kiểu giống như là cái trứng vịt là nó hơi bầu bầu. Thì cái kiểu xe này thì nó phù hợp cho mình đi vào ra vào thành phố, nó đi tới đi lui này nọ đồ, nó nhỏ gọn, nó dễ đi và nó dễ nhìn. Giá nó cũng rẻ quá trời, có 125 triệu à. Cái vô lăng này thì em không có bọc nha. Cái vô lăng này ông anh của em bọc cái vô lăng màu xanh vào, ổng đi tìm cái màu trắng trắng để mà phối vào á, thì không có, ổng bọc cái màu xanh. Đó, mình coi vô lăng nè. Con này còn rất là đẹp, vân sần này nọ nữa nè. Còn rất là đẹp. Ô đô là 200 mấy chục ngàn nha. Đó, mà em không có tua, không có gì hết. Đó. Quan trọng là cái chất xe. Cái chất xe nó như thế nào? Số nè. Số rồi con này nọ vô chạy cũng ok, im lắm. Keo chỉ này nọ đều còn zin ha. Được cái là xe này không có đâm đụng ngập nước như hết cả. Đây nè, bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Đó, quý khách mình có xe cũ bán gọi em nha, hoặc là quen biết ai có xe cũ bán gọi cho em. Cái số hotline em để trên góc trái màn hình đó. 0766999 em nha. Em gửi tiền mà hoa hồng cà phê cho quý khách mình. Đó. Hạ thân tài xuống nè. Vô số nè. 1 2 3 4 5 rồi đây ha. Chỗ số ghế về nè. Số vô rất là nhẹ nhàng ngọt ngào. Con này em nghĩ chắc sẽ bán nhanh vì cái chất xe nó cứng quá. Quá đẹp. Chúng em ưng cái xe này. Chạy vào trong đây đó, thử. Côn ga thắng này nọ rồi ok chuẩn. Rồi 209. Rất là đẹp ha. Để nhích ra ngoài. Vô lăng trợ lực này nọ còn rất là nhẹ nha. Vô số ngọt ngào chạy ok. Gầm, đặc biệt là cái gầm nha. Cái gầm này em làm chính tay em làm luôn, cho nên em rất là tự tin cái gầm này. Vô lăng nè, không có xỉa bậy bạ đâu hết nha. Để quay góc gọng. Quên, xe này tháo biển số rồi. Hồi nãy mình đang chạy ra thì nghe em nó gọi, nó kêu là xe không có biển số. Thôi quay trở lại ha. Không dám chạy ra ngoài, nguy hiểm. Quý khách mình còn có đi tới bãi của em á, thì đây là quốc lộ 1A nha. Mình tìm cái số là 756 quốc lộ 1A. Thì mình nhìn thấy nè, thấy cái bãi không? Bãi xe thanh ô tô cũ. Địa chỉ là 756 quốc lộ 1A. Đó, mình nhìn đây thì mình nhìn thẳng vào trong kia, cũng có cái bảng màu vàng nằm trong kia cơ. Đó, cái bảng màu vàng nằm trong kia. Rồi, nhìn sẽ thấy cũng dễ tìm. Đó. Em quyết định em chọn cái vị trí chỗ này để vì mặt bằng rẻ, thứ nhất là mặt bằng rẻ. Rồi thứ hai nữa là cũng dễ tìm nữa. Rồi giá xe thì nó sẽ cũng dễ thở hơn cho quý khách mình. Vì tìm mặt bằng ở ngoài mặt tiền ở yeah, mặt bằng nó cao quá. Thì nó cũng giá xe nó đội lên cao. Thì em vô trong đây để em tập trung về cái những anh em, những thầy thợ đó dọn xe cho nó chuẩn chỉ vào, cho nó đẹp, thì có như vậy mới đạt được hiệu quả thôi, chứ mình không cần phải mặt tiền lớn đâu. Mặt tiền lớn mà làm không ra gì cũng không được gì nữa, thì áp lực nó nhiều hơn. Thôi quyết định là vào trong đây thuê trong đây. Ở trong đây cũng thoáng, sạch sẽ, mát mẻ nữa.
mát mẻ là những buổi sáng thôi nha, chứ buổi trưa hơi nắng, buổi trưa nắng hơi hóc, nhưng mà cũng không sao, không đến nỗi. Ok, em bye bye, chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách ở video sau.